Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Vì sao báo đảng đồng hành cùng ma tăng lừa dối dân chúng? Ngày 28 tháng 12, blog gió bớt trên AFA tiếng Việt có bài bình luận Ma tăng, báo đảng, cặp đôi hoàn hảo lừa người, dối Phật. Tác giả đề cập đến những thông tin sặc mùi lá cải, phản phất mê tín được đăng trên các báo chính thống mấy ngày qua về việc chùa Ba Vàng trưng bày xá lợi tóc của Đức Phật và được hàng vạn Phật tử đến chiêm bái. Tác giả cho biết khởi nguồn thông tin này chính là đồng chí Ma Tăng Thích Trúc Thái Minh trụ trì chùa Ba Vàng một thời lừng lẫy, hốt tiền oan gia trái chủ và sáng kiến khất thực thu tiền nhân đại lễ Vu Lan. Nay thầy Thái Minh xảo ngôn trên Facebook thúc giục đám con nhang móc túi cúng dường sợi tóc hệt như trò oan gia trái chủ trước đây. Và đây là hình bài blog gió bất trên AFA. Tác giả cho rằng vụ sợi tóc 2.600 năm này, một loại tờ báo quốc danh cùng nhảy vào mâm cổ như thanh niên, đại đoàn kết của mặt trận tổ quốc Việt Nam, tiền phong của Trung ương đoàn thanh niên cộng sản, người đại biểu nhân dân của quốc hội và rất nhiều tờ báo khác cùng khuếch đại. Tác giả nhận xét, sau thời gian bị đình chỉ, hiện nay Thích Trúc Thái Minh đã được phục hồi, thậm chí có thăng chức trong Trung ương Giáo hội Phật giáo Quốc doanh. Trong đó có chức phó ban truyền thông Trung ương. Tiếng nói Thái Minh chính là tiếng nói của giáo hội, quyền lực, tiền bạc trong tay Thái Minh, nên báo Đảng và ma tăng đồng thanh đồng hành, đồng lõa là chuyện bình thường. Theo tác giả, thông tin lừa dối hoang đường của báo Thanh niên lập tức bị dư luận phản ứng. Nhiều người chỉ ra rằng mạng mua bán Shopee hiện đang rao bán đầy loại cỏ có tính năng ngon ngoe y hệt sợi tóc xá lợi Phật của Thái Minh. Báo Thanh Niên lập tức có bài đỡ gạt là xá lợi tóc Đức Phật 2600 năm trưng bày ở chùa Ba Vàng gây hoài nghi. Và đây là hình bình luận ngắn mà sâu cai của nhà báo Tâm Chánh. Bài báo này mượn lời chức sắc Phật giáo quốc danh quan chức địa phương Quảng Ninh kiểu không biết, không nghe, huề cả lạng như sao? Thượng tỏa Thích Đạo Hiển, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tỉnh Quảng Ninh cho biết rằng Chúng tôi chưa nắm được thông tin về việc Chùa Ba Vạn trưng bày xóa lợi tóc Đức Phật có từ 2.600 năm trước. Giáo hội cũng chưa nhận được thông tin liên quan. Còn một lãnh đạo Sở Văn hóa tỉnh Quảng Ninh thì cho rằng Chùa Ba Vàng trưng bày xá lợi là việc nội tự, không cần phải xin phép. Đơn vị cũng cử cơ quan chuyên môn để làm rõ thông tin sự việc trên. Tác giả cho biết, nhà báo Nguyễn Dân đã làm cuộc điều tra bỏ túi, vạch ra sự dối trá của thông tin từ Chùa Ba Vàng và Báo Thanh Niên. Theo kết quả điều tra của Nguyễn Dân, Chùa Ba Vàng cho hay xá lợi tóc của Phật Thích Ca được thỉnh từ Chùa Barami của ông Myanmar. Nhưng ở Myanmar, chùa nổi tiếng nhất là chùa Saudagon ở Yangon. Ngôi chùa này, ngoài nổi tiếng vì được giác hàng tấn vàng, thì còn được biết đến là nơi cất giữ 6 sợi tóc của Đức Phật Thích Ca. Và đây là hình tế về kết quả điều tra của nhà báo Nguyễn Dân. Bên cạnh đó, thông tin về chùa Parami khá lẫm bẩm. Đại khái năm 1979, thầy Sayago, trụ trì chùa Parami, đã đi khắp các nước để thu thập các mẫu vật được tin là xá lợi của Đức Phật và các đệ tử của Ngài, rồi sau đó thành lập ra Bảo tàng Xá Lợi vào năm 2019 tại Malaysia để lưu giữ các xá lợi đó. Hoàn toàn không có thông tin xá lợi tóc ngọ ngoại của ông Thái Minh Chùa Ba Vàng. Đáng nói là Nguyễn Dân đã nêu lên vấn đề cốt lõi của Phật Pháp là giáo lý phải thoát bằng sự giác ngộ của con người, chứ không phải do phụ phép siêu nhiên nào. Phật không yêu cầu lễ bái, dù theo pháp môn nào cũng hướng Phật tử thực hành giới tịnh tuệ, chứ không phải chăm chăm vào việc cúng dường. Tác giả tiếp tục dẫn nhà báo tăng Bá Sơn nêu câu nói quan trọng của Đức Phật trong kinh Kim Cương, một kinh điển mẫu mực của Phật giáo Đại thừa. Này tu Bồ đề, cái thân tướng này không phải thật là thân tướng của Như Lai. Tác giả kết luận đã quá rõ chuyện sợi tóc 2.600 năm của Đức Phật vừa là trò lừa trẻ con, kính lễ cúng dường, cho dù là với sợi tóc thật của Đức Phật thì cũng là hành vi tà đạo. Tại sao chính quyền, đảng Quang Vinh lãnh đạo toàn diện lại nhắm mắt làm ngơ cho Ma Tăng Thái Minh đồng hành với báo đảng, lừa bịp móc túi dân? Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin vì sao báo đảng đồng hành cùng ma tăng lừa dối dân chúng xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên youtube và facebook của thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất kim vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới kim vũ xin kính chào quý vị và các bạn kính mời các bạn xem bản tin cáo buộc Lưu Bình Nhưỡng trục lợi số tiền hàng trăm ngàn đô la có phải là tội danh cuối cùng. Mới đây, Công an Thái Bình đã bổ sung thay đổi tội danh với cựu đại biểu Quốc hội, nguyên phó ban dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Theo giới quan sát, điều này cho thấy sự lúng túng trong việc đi tìm các chứng cứ buộc tội của Công an tỉnh Thái Bình. Ban đầu, Công an Thái Bình đã khởi tố và bắt giam khẩn cấp ông Lưu Bình Nhưỡng với tội danh cưỡng đoạt tài sản theo quy định tại Điều 170, Bộ Luật Hình Sự. Dù những bằng chứng để kết tội ông Nhưỡng rất mờ nhạt, thiếu tính thuyết phục. Và đây là hình ông Lưu Bình Nhưỡng tiếp tục bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn. Ngày 26 tháng 12, Báo Lao động đưa tin với tiêu đề Ông Lưu Bình Nhưỡng tiếp tục bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn. Bản tin cho biết sau quá trình mở rộng điều tra, cơ quan điều tra công an tỉnh Thái Bình tiếp tục ra quyết định khởi tố bổ sung. Quyết định khởi tố bị can đối với ông Lưu Bình Nhưỡng về tội danh lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Theo quy định tại khoản 4, điều 358 Bộ luật hình sự. Quyết định đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình phê chuẩn. Trước đó, ngày 25 tháng 11, Công an tỉnh Thái Bình có văn bản gửi các tỉnh, thành phố trên cả nước, đề nghị phối hợp rà soát, cung cấp thông tin liên quan những văn bản kiến nghị, phiếu chuyển kèm theo kết quả xử lý. Trả lời từ tháng 7 năm 2016 đến nay do ông Lưu Bình Nhưỡng ký để phục vụ công tác điều tra đối với vụ án liên quan ông Nhưỡng. Từ yêu cầu này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định đã phát hiện hai văn bản phiếu chuyển đơn do ông Lưu Bình Nhưỡng trên cương vị đại biểu quốc hội và phó trưởng ban dân nguyện. Trong đó có một vụ việc liên quan đến vụ án tranh chấp giữa công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn và công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải biển Cửu Long, thành phố Hồ Chí Minh với số tiền lên đến hơn 53 tỷ đồng. Từ đó, một số đồn thổi vô căn cứ cho rằng ông Nhưỡng có thể dính líu trong vụ này với nghi vấn lợi dụng chức vụ và quyền hạn. Việc điều tra bổ sung cộng với việc truyền thông nhà nước đưa tin mập mờ, không rõ ràng và nhất quán là lý do ngay từ đầu phản ứng của dư luận cho rằng vụ bắt bớ ông Lưu Bình Nhưỡng là một âm mưu chính trị nhằm triệt hạ nhau giữa các phe phái trong nội bộ đảng. Và đây là hình đại biểu quốc hội Lưu Bình Nhưỡng tại diễn đàn quốc hội khóa 14. Tại kỳ họp thứ 34 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ủy ban này đã quyết định kỷ luật khai trừ khỏi đảng đối với ông Lưu Bình Nhưỡng. Điều đó cho thấy quyết tâm chính trị xóa sổ ông Nhưỡng xuất phát từ ban lãnh đạo cấp cao là thật. Thông báo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho rằng, ông Lưu Bình Nhưỡng được xác định vi phạm quy định của đảng, pháp luật của nhà nước, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Đồng thời, vẫn theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Lưu Bình Nhưỡng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi, vi phạm luật bảo vệ bí mật nhà nước, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan nhà nước. Ngay sau đó, theo thông tin trên cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Thái Bình cho biết, quá trình điều tra mở rộng đối với bị can Lưu Bình Nhưỡng với đầy đủ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra có đủ căn cứ xác định thông qua hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, gây ảnh hưởng đối với người khác. Bị can Lưu Bình Nhưỡng đã trục lợi số tiền lên đến hàng trăm ngàn đô la. Phản ứng của công luận cho rằng, công an tỉnh Thái Bình vẫn theo thói quen mập mờ, không nói rõ. Ông Lưu Bình Nhưỡng đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, gây ảnh hưởng đối với người khác như thế nào. Và bị can Lưu Bình Nhưỡng trục lợi số tiền lên đến hàng trăm ngàn đô la là cá nhân hay tổ chức cụ thể nào, nên thông tin kể trên khó có thể thuyết phục. Theo giới quan sát, Công an tỉnh Thái Bình càng ngày càng bế tắc trong việc tìm bằng chứng để kết tội ông Lưu Bình Nhưỡng. Ông Nhưỡng là một tiến sĩ luật và là phó trưởng ban dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nên cơ quan điều tra không dễ sử dụng biện pháp bức cung nhục hình như đối với dân thường. Vì vậy, họ phải tìm ra các chứng cứ phù hợp với tội danh đúng theo quy định của luật pháp. Đây là điều không hề dễ dàng. Và đây là hình một phiên họp toàn thể của Quốc hội Việt Nam. Từ những phân tích kể trên cho thấy, khả năng cao các cơ quan tư pháp tỉnh Thái Bình tới đây, nếu hết cách thì họ buộc phải chuyển đổi tội danh để truy tố ông Nhưỡng liên quan đến điều khoản xâm phạm an ninh quốc gia của Bộ Luật Hình sự năm 2015. Đó sẽ là tội danh phản ánh đúng bản chất của vụ án liên quan đến những phát biểu, nói thẳng, nói thật của cựu đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng trước Quốc hội. Những phát biểu này vốn là điều mà lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam hết sức tránh né. Nên kể cả có là đại biểu Quốc hội mà dám chỉ trích thực trạng chính trị và xã hội với mong muốn đất nước tốt đẹp hơn thì cũng bị hủy diệt không thương tiếc. Trong một xã hội độc tài toàn trị như ở Việt Nam hiện nay, việc cai trị thế nào hoàn toàn dựa vào ý chí của một vài cá nhân, lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam. Ở đó, mọi cơ chế điều chỉnh và giám sát quyền lực nhà nước sẽ bị đảng vô hiệu hóa. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Cáo buộc Lưu Bình nhưỡng trục lợi số tiền hàng trăm ngàn đô la có phải là tội danh cuối cùng? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời Báo.đ để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.